chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và đây là tự game Root mà khó giới thiệu các bạn cũng biết đây là một tự game mà có thể nói là nơi mà mình sản sinh ra những cái kỷ lục gọi là điên khùng nhất đối với bản thân mình à, đôi khi mình làm những việc mà mình không không hiểu tại sao mình làm như vậy đó là chính là cái việc phàm và mình đã farm tất cả những trái quỷ lên 600 battery hiện tại thì mình đang xài trái kilo nó 600 battery thì các bạn biết là trái nào cũng farm rồi đúng không và các bạn cũng biết rằng là những loại vũ khí thì mình farm cũng gần như là tất cả những loại vũ khí đã gần lên 600 battery rồi uhm, nhiều khi mình farm như vậy các bạn sẽ nói mình hết nhưng mà các bạn nghĩ nếu mà bạn hết như vậy thì còn ạt đâu mà chơi game đúng không? Không có cái ạt để bạn chơi đâu. Thực sự thì uh, ngày xưa mình có một cái dự định là khi mình farm lên được 1 tỷ uh, Beli nhưng mà sau khi thấy là cái lúc đó game bị hack nhiều quá và các bạn hách thì cũng farm lên 1 tỷ Bailey là bình thường cho nên mình thấy cái đó là một cái chuyện bình thường mình đã không đặt mục tiêu farm lên 1 tỷ Bailey nữa đó là mình đã bỏ qua và cái điểm tím cũng như vậy lúc đó thì mình có đến 700.000 điểm tím nhưng mà mình thấy thì nhiều người hách quá mà người ta hách thì cái điểm tím người ta cũng có nên là mình thấy cái đó không cần thiết cho nên mình nghĩ cái việc mà farm battery trái quỷ cái mà không hách được đó là mình đã farm nên tất cả những quỷ lên 600 battery và có một cái là vũ khí thì có thể hách nhưng mà thôi mình nghĩ rằng với một cái cách đó là bây giờ những loại vũ khí mà sau này mình farm mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ farm lên đầy cái ống như thế này nè Thì như vậy chứng tỏ rằng là mình ngồi mình farm Chứ không thì anh em lại nói là mình chơi hết nữa Còn có những loại vũ khí thì đôi khi mình farm trong quá trình xài trái vật tổ mà Chứ đâu phải như farm từng bãi quái đâu Thế là mình farm không có full ống Chẳng hạn như là cái hai cái cây gần đây mình farm nè Đó là nó không full ống Nhưng mà các bạn thấy không Cái việc farm như vậy để làm gì chỉ để chứng tỏ các bạn là mình farm thôi nó thật là vô nghĩa. Bạn thấy không? Nó vô nghĩa và nó sàm xí hết sức luôn. Như vậy thì... Thật ra thì việc farm 600m nó cũng có lợi nha. Đối với những loại vũ khí hay là trái quỷ mà bạn farm lên 600m... Thì cái điểm start này bạn sẽ được cộng lên khá là nhiều, 395 trên cái level là 2450 Nếu như mà bạn được 2000 năm thì bạn sẽ được cộng đến 400 điểm Đó, ngày xưa thì không có chuyện này, bạn farm lên 600 battery bạn chỉ cộng được 300 điểm thôi Nhưng mà qua cái phần mình góp ý với bên admin đó, mình nói rằng nếu như như vậy thì phải tăng cái battery lên để cho người chơi farm thêm nữa để được cộng thêm nữa tại cái level hiện tại nó đã tạo một cái sự chênh lệch với cái việc 600 battery farm mình farm được và nó không có ý nghĩa nên là admin không có tăng battery mà admin là chỉnh là rằng cái 600 battery của bạn sẽ ảnh hưởng cái battery của bạn á, sẽ ảnh hưởng bởi cái cấp độ bạn hiện tại cho nên là bạn cấp càng cao thì sau này thì battery mà việc bạn sao farm 600 battery á, nó sẽ được cộng nhiều hơn như vậy thì uh, nó cũng được đi tạm được tạm chấp nhận được rồi như vậy thì uh, 600 battery có ý nghĩa là mình tăng sức mạnh nhưng mà với những trái quỷ mà như cái hàng như trái trọng lực trái quay rồi trái phân tách đấy mình farm lên 600 battery để làm gì không có ý nghĩa hay là những cái vũ khí này 600 mét cũng chẳng làm gì và nó thực sự vô nghĩa và sau khi mình pha mình suy nghĩ lại mình đang làm những thứ gọi là nhảm nhí hết sức nhưng mà biết làm sao được các bạn biết tại sao mà mình làm những chuyện nhảm nhí như vậy không thường thì do lóc rút không có gì làm và các bạn thừa nhận không là mình chơi cái update 17 phần 3 từ hôm trước tháng 12 mình nghĩ là trước đó đó tháng tháng tháng, tháng 10 hay gì mình không nhớ rõ nhưng mà mình nhớ là đã hơn nửa năm rồi game chưa update và những update thì toàn là những cái sự kiện thôi, quá lâu rồi đúng không các bạn? Người chơi cần cái update chứ không phải là những cái sự kiện nhỏ. Thực sự thì chúng ta sẽ cần tạo một cái áp lực hay hối admin một tí chứ uh, các bạn cứ đồn là trong tháng 7 này update đó mình nói rồi admin lock root mà nói tháng 7 các bạn cũng đừng tin, delay dữ lắm. Và có thể là qua đến tháng 8 hoặc là cuối tháng 7 Thậm chí là nó delay qua tháng 7 rồi Nói là cuối tháng 7, cuối tháng 7 qua tháng 8 chưa xong nó, ở à, Cuối tháng 8 rồi delay tiếp Đó Cái việc delay đôi khúc đôi lúc thì cũng làm cho người chơi thất vọng Nhưng mà có một cái Lúc rút hiện tại cũng còn rất là nhiều người chơi à, Cho nên là cái việc mà Không update nó cũng là một cái điều đó dĩ nhiên thôi Và admin cứ để cho người chơi mà thấp nhất có thể thì lúc đó mới update để tăng người chơi trở lại và trong cái thời gian mà càng kéo dài là được thì admin sẽ càng tối ưu được cái game trước khi update nó đỡ phải lỗi hơn và như các bạn cũng biết là trong update 18 sắp tới đây là một cái update mà cực kỳ lớn và thay đổi rất là nhiều trong game cho nên là việc mà tăng cái tăng cái thời gian thì cũng phải đúng thôi nhưng mà như các bạn thấy ai mỗi người chơi đều có một cái sở thích riêng đối với Bato thì game không update thì cũng không có đi cài mastery mà đối với mình thì sở thích mình là thích cài những item trong game và sau đó farm đồ này kia chứ không có cái sở thích farm battery ồ gì lộn đi farm boti nhiều bạn thì nói rằng ờ bác tô già rồi bác tô gà thì sang boti làm sao được nhưng mà nếu như các bạn có thể lục lại những clip mình hoặc là trên những clip mà mình solo với những người khác chẳng hạn như chủ tịch hay là trendy các bạn cũng biết là mình 20 năm mình có thể đánh rất là tốt với những người mà hai mươi mấy mờ boti thì uh, nhưng mà quan trọng là mình cũng có thể b b b mình có thể sang boti được nhưng mà vấn đề lười và không thích À, nếu như mà các bạn thích bắt tô sang multi thì có thể để lại comment bên dưới biết đâu một ngày nào đó tôi hứng lên bắt tôi sang multi đúng không? Còn hiện tại thì uh, chưa có một cái cảm hứng nào đó mãnh liệt. Ừ. nhưng mà thời điểm này update không lớp rút không update thì làm gì? Chẳng lẽ tôi tiếp tục làm những cái chuyện mà sạm xí và tôi farm tất cả những loại vũ khí lên 600 mastery nữa các bạn gần hết rồi đó chỉ còn có vài vũ khí thôi chẳng hạn như cái chùy này tôi cũng farm lên 600 trăm nè này rồi sau đó tôi farm súng rồi làm gì à, như mình đã từng nói là mình đặt một cái ti mục tiêu là mình sẽ farm tất cả những cái item này lên 99 và hiện tại mình đạt được những cái 99 như là cái quỷ hồn nè cái vảy rồng nè rồi cái nước mắt nè cái răng nanh còn lại thì mình sẽ có là cái chất phóng xạ và cái uh, xương cá nè cái uh, răng sừng tê giác cái này cũng là cái cái lửa này cũng chín chín nè da thì nhanh nè cái sắc vụn này cũng nhanh cái uh, cánh này cũng rất là nhanh đó thì uh, chỉ có cái dìa ti này hơi cực nha các bạn nhưng mà trong tương lai mình sẽ cố gắng mình bổ sung thôi làm những cái xàm xí và <laughs> chờ lóc rút update Ê, các bạn đừng có kêu mình farm cái này lên chín chín hơi cực nha với lại cái anti phát này nè đó và các bạn cảm thấy sao? Có phải là khi mà lock root không có update thì các bạn sẽ bắt đầu làm những thứ mà nó xàm xí hay không? Hay là các bạn chuyển sang một game khác để chơi? Thì hãy để lại ý kiến mình bên dưới. Biết đâu thì admin xem video của bác Tô. Và ở cái tay cảm thấy là người chơi đang chuyển sang một tựa game khác khá là nhiều và cần phải update đúng không nào? nhưng mà bác Tô, một youtuber nhỏ bé, video thì không có lượt xem. Rất là cần cái sự like và sự chia sẻ của các bạn để cho cái video mình được nhiều view. Và admin biết đến bác Tô, bác Tô thì luôn dành những cái sự quyền lợi dành cho anh em đúng không nào. Và video này cũng kết thúc tại đây thôi. Một video thật là vô nghĩa đúng không nào các bạn. Và video này ngày hôm nay chủ yếu nói về sự vô nghĩa. Cho nên là chủ đề nó cũng hơi vô nghĩa. À, rồi, bye bye mọi người nha.